TV 256, một lần nữa xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn. Hôm nay đề tài TV 256 muốn nói đó rằng là về cái tội ác mà của Đảng Cộng sản Việt Nam đã in cái tiền Hồ Chí Minh. Về cái việc mà in cái tiền Hồ Chí Minh đó, thì cá nhân TV256 khi còn ở Việt Nam thì chào Dương Văn Bá nha. TV muốn gọi là có cái buổi nói chuyện về cái vấn đề mà chúng ta thấy là tiền Hồ Chí Minh được in ở Việt Nam. Và từ lúc mà TV26 đó, còn ở Việt Nam thì sau năm 75 là chúng ta đã có cái cuộc đổi tiền. Đổi tiền và sự thật thì cái đồng tiền mà ở miền Bắc á, thì TV nghĩ rằng là trước đó là họ đã in những cái tiền mang cái hình ảnh của ông Hồ Chí Minh. Thì hôm nay đó TV muốn trình bày với quý anh chị đó, đó là một cái tội ác. Và sau là ba lần đổi tiền. Mà cái lần đổi tiền đầu tiên thì TV không nhớ không rõ, có thể là vào năm 1976 như vậy. 76 hoặc là cuối năm 75 đó. Thì mỗi gia đình đổi được 200 đồng Hồ. Và sau đó TV256 đi vượt biên rồi thì TV được biết thêm đó rằng là có hai lần sau đó đất nước ta cũng sử dụng gọi là những cái đồng tiền mới, cũng là đồng tiền mang cái hình ảnh của Hồ Chí Minh. Thì TV muốn chia sẻ với quý anh chị đó là đây là tội ác. Cái tội ác này đó rất là lớn. Dạ chào người bạn từ Anh Tuấn. Khi mà một cái đất nước mà đất nước Việt Nam mình đó, TV hiểu được đó là đất nước Việt Nam có một cái văn hóa lâu đời là gần 5.000 năm văn hiến. Chúng ta đều biết được đó. Khi nói về cái đất nước Việt Nam chúng ta thì chúng ta hình dung ra được cái tổ quốc Việt Nam. Cái tổ quốc Việt Nam á, TV256 định nghĩa gọi là định nghĩa nó căn bản giống như rằng là khi mà người ta gọi đến tổ quốc thì cái nghĩa của tổ quốc. Chào anh Nguyễn Thanh Tịnh nha. Cảm ơn anh đến với diễn đàn TV256 nha. Thì khi người ta nói đến tổ quốc thì cho TV vài phút để TV định nghĩa về cái tổ quốc. Cái tổ quốc đối với TV đó là nó là một cái đất nước hình chữ S. Chúng ta thấy là cái bản đồ hình chữ S, nó có dân tộc ở trong đó, là nó có con người, nó có lãnh thổ, nó có giang sơn, nó có cây cối, nó có sông ngòi. Và nên nhớ rằng tại sao người ta nói về cái chữ tổ. Cái tổ đó có nghĩa là tổ tiên của chúng ta từ ngàn xưa đến đây. Từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Thành ra đó, nói đến tổ quốc là người ta nói đến anh linh, nói đến những người anh hùng dân tộc trong quá khứ của 5.000 năm, là nói đến những cái tiền nhân anh hùng đã có công để mà xây dựng lên cái đất nước này. Đó là cái ý nghĩa của tổ quốc, của cái mảnh đất chữ S này.
Thành ra nó có 5.000 năm văn hiến, chúng ta nên nhớ như vậy. Nhưng mà từ năm 1975 trở về sau, TV được biết rằng có 3 lần đổi tiền. 3 lần đổi tiền nhưng mà cả 3 lần đều là những hình ảnh của Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta đó, TV bỏ gác qua cái vấn đề là TV biết chính xác 100% là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Bỏ qua cái hình ảnh của gián điệp Tàu đi. Bỏ qua những cái mà bằng chứng về một cái tên gián điệp Tàu như vậy. Chúng ta bỏ qua đi. Chúng ta coi ông Hồ Chí Minh là một cái người yêu nước thật sự đi. Thì chúng ta cũng vẫn thấy được cái tội ác của cái việc mà in tiền Hồ Chí Minh. In tiền Hồ Chí Minh nó chẳng khác nào mà phỉ báng tổ tiên của chúng ta. Khi xưa Việt Nam Cộng Hòa đâu có như vậy. Khi xưa Việt Nam Cộng Hòa, người ta hiểu đến cái tổ quốc là từ đâu. Người ta hiểu đến tất cả những anh hùng dân tộc. Khi xưa Việt Nam Cộng Hòa có in hình đồng tiền, có hình Hai Bà Trưng nè, đồng tiền có hình Nguyễn Trãi nè, đồng tiền có Đức Thánh Trần Hưng Đạo nè, đồng tiền có Lê Lai nè, đồng tiền có rất là nhiều anh hùng dân tộc. TV không phải nói rằng là chỉ có cái đất nước mình mới sử dụng những cái đồng tiền của hình ảnh của những tiền nhân lịch sử, không phải là của đất mình không, mà hiện tại mình thấy trên thế giới là như vậy. Là nó nói lên cái nền văn hóa, nó nói lên những người mà có công để mà dựng nước, để làm mà khai sáng cái đất nước này, có công dựng nước và giữ gìn đất nước, giữ gìn đất nước trong suốt cả ngàn năm mà giặc Tàu đổ bộ, rồi cả trăm năm để mà kháng Pháp, để mà giành độc lập. Thì đó, tại sao cái đất nước này đó chỉ dùng có một cái đồng tiền Hồ Chí Minh, dùng một cái đồng tiền Hồ Chí Minh đó là phỉ báng cái lịch sử Việt Nam, phỉ báng tiền nhân Việt Nam, phỉ báng cái tổ quốc Việt Nam. Và nếu mà cho cái TV nói thẳng ra một điều đó, đó là mang cái tội phản quốc. Phản quốc là phản cái tổ quốc của mình. Tại vì tổ quốc mình có tiền nhân anh chúng, không phải là tổ quốc mình bắt đầu từ năm 1930 hoặc bắt đầu từ có cái đảng Cộng sản. Mình phải biết tổ quốc mình là ai. Khi mà mình mang tội phỉ báng cái tổ quốc mình đã trở thành những cái tên phản quốc. Đất nước này không phải tự nhiên rồi nói rằng đất nước này là tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa nó không phải là, nó chỉ là một cái chủ nghĩa, nó không phải là đất nước, nó không phải rằng là nó có dân tộc trong đó, nó không có tiền nhân trong đó. Nước này đâu phải là mới gọi là bắt đầu khai sinh ra. Thành ra đó, sự thật thì TV muốn gọi là những gì chia sẻ nó nằm ở trong khoảng gọi là 20-30 phút thôi. Mong rằng quý anh chị em để ý đến rất có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải chia sẻ. Mà trong một trong những vấn đề đó là nói với cái đồng tiền mang cái hình ảnh Hồ Chí Minh. Chúng ta tập trung vào cái vấn đề đó thôi. Tôi muốn tập trung về vấn đề đó thôi. Quốc gia bên Mỹ cũng có những đồng tiền của tổng thống gọi là Washington, tổng thống Jefferson, tổng thống Lincoln. Đại khái là tất cả những cái đồng tiền mà sử dụng bên Mỹ họ cũng vậy.
Họ cũng vinh danh những người anh hùng của Tổ quốc, vinh danh những người đã có công gọi là xây dựng nên cái đất nước Mỹ hùng mạnh ngày hôm nay. Thì đất nước nào cũng vậy, đất nước nào cũng cần có cái Tổ quốc, cái Tổ quốc gọi là sinh ra cái con người Việt Nam mình, một cái chiều dài lịch sử 4.000 năm, 5.000 năm văn hiến như vậy, mà nỡ nào những cái người cộng sản chà đạp lên cái Tổ quốc của mình, gọi là phủ nhận tất cả các công lao giá trị của đất nước mình, coi như là gì, thời mà vua Hùng Vương gọi là lập quốc cho đến ngày hôm nay. Thành ra đó, qua ba lần đổi tiền ở ở ở nước ta thì TV phải nhận rằng đây là cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái tội ác đó là phản bội Tổ quốc, mà phản bội Tổ quốc đó là nằm trong bản hiến pháp của Cộng sản viết. Tội mà phản quốc đó là tội lớn nhất, phản bội Tổ quốc là lớn nhất. Mà hôm nay TV256 vạch ra cho quý anh chị thấy rằng là khi mà sử dụng một cái hình của Hồ Chí Minh trên cái đồng tiền Việt Nam đồng đó, là Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội Tổ quốc Việt Nam. Khi mà chúng ta biết đây là cái thành phần cộng sản, là thành phần phản bội Tổ quốc Việt Nam, là chúng ta biết người dân phải đối xử như thế nào với cái bọn phản quốc như cộng sản. Thì mình mong rằng quý anh chị em hiểu được cái sự phản bội Tổ quốc này, lên tiếng về cái vấn đề mà đồng tiền Việt Nam mang cái hình ảnh Hồ Chí Minh, bỏ qua cái vấn đề mà Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu đi, chỉ mang một cái hình ảnh Hồ Chí Minh ở trên đồng tiền, chỉ có duy nhất Hồ Chí Minh trên đồng tiền là mang cái tội phản quốc rồi. Tôi mong rằng người dân khẳng định cái điều đó, tố cáo cái điều đó. Mà trong suốt mấy chục năm người dân Việt Nam phải chịu đựng cái sự cai trị của những tên phản quốc. Chào Cường Hùng Đổ nha, chào cháu. Và TV sẵn sàng lắng nghe quý anh chị em đến với diễn đàn. Quý chị em có thể gọi cho TV256 bằng Messenger, gọi đi. Chúng ta có thể, những người trong nước có thể là gọi cho TV256 để mà chúng ta có thể tranh luận. TV256 có thể đưa tiếng nói của quý anh chị em trên diễn đàn để chúng ta cùng tranh luận thoải mái thôi. Nếu không, nếu mà quý anh chị em là đảng viên của Đảng Cộng sản, quý anh chị em bên vực cho Đảng Cộng sản, thì hãy gọi trực tiếp cho TV256. TV256 sẽ đưa tiếng nói của quý anh chị em lên diễn đàn để TV256 hiểu biết được cái sự suy nghĩ của quý anh chị em khi mà TV khẳng định cái việc mà in tiền Hồ Chí Minh, hình ảnh Hồ Chí Minh trên cái đồng tiền Việt Nam đó là mang cái tội phản quốc. Và TV tố cáo tất cả những anh cộng sản sử dụng cái hình ảnh Hồ Chí Minh trên đồng tiền Việt Nam là mang cái tội phản quốc đối với dân tộc Việt Nam. Và TV cần các anh gọi điện thoại vào để mà phản biện những lời TV nói. Coi việc in đồng tiền chỉ có độc nhất một hình Hồ Chí Minh trong suốt 3 lần đổi tiền như vậy, các anh phải làm sao chứng minh được các anh không có mang tội phản quốc. Đất nước ta có từ 5.000 năm chứ không phải là chỉ có mới đây. Dân tộc Việt Nam đâu phải là chỉ có mới vài chục năm, đâu phải mới bắt đầu cái đất nước ta từ có năm 1945 khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là cướp chính quyền. Đất nước chúng ta có 5.000 năm mà, thì đất nước chúng ta có
có biết bao nhiêu hàng chục hàng trăm ngàn hàng trăm người anh hùng dân tộc như vậy, đúng không? Quang Trung cũng có, Lê Lợi cũng có, Đức Trần Hưng Đạo cũng có. Tại sao chỉ có mỗi một hình ảnh của Hồ Chí Minh là trên cái đồng tiền như vậy? Các anh chà đạp lịch sử, các anh phỉ nhổ tất cả những tiền nhân. Khi mà các anh chà đạp lịch sử, các anh phỉ nhổ tiền nhân thì các anh phải mang tội phản quốc. Nó rất là đơn giản. Có thể TV chia sẻ khoảng 5 phút nữa đang chờ đợi các anh mà gọi là nằm ở trong Đảng Cộng sản. Các anh là những đảng viên của Đảng Cộng sản. TV mời gọi, gọi đến TV256 nếu mà có mặt hiện tại trong lúc mà TV đang nói chuyện với tất cả quý anh chị em ở đây. Nếu mà có mặt mà nghe những tiếng nói của TV256, TV256 kết tội cái Đảng Cộng sản này là đảng phản quốc. Vì cái vấn đề chỉ về cái đồng tiền thôi. Về cái đồng tiền gọi là in hình Hồ Chí Minh thôi là các anh đã mang tội phản quốc rồi. Các anh có thể biện luận được không? Nếu mà các anh cộng sản vui vẻ gọi điện thoại cho TV26, ý gọi Messenger cho TV26. Gọi rồi cất tiếng nói của mình để phản biện những lời mà TV kết án các anh mang tội phản quốc. TV sẵn sàng là đưa tiếng nói của các anh lên diễn đàn. Các anh can đảm đi, nếu mà các anh là những tên cộng sản đó, bảo vệ cho những cái đường lối chủ trương của cộng sản, thì các anh hãy gọi cho TV256 phản biện những lời TV256 nói. Vì TV256 kết tội các anh là mang tội phản quốc. TV nghĩ là chắc là các anh không 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 biện luận nổi, rất khó biện luận nổi. Đó là cái bằng chứng sờ sờ, các anh gọi là phỉ báng, gọi là tổ quốc, các anh phỉ báng tất cả những tiền nhân anh hùng, làm sao mà các anh trả lời được? TV tin rằng không có một cái anh cộng sản nào dám gọi cho TV256 để mà phản biện hết, tại vì các anh không có chứng minh được. Các anh không có, hoàn toàn không có phản biện được, phản biện cái lời mà kết án phản phản quốc. Tại vì ba lần đổi tiền lần chứ đâu phải là một lần, ba lần đổi tiền, ba lần vẫn là hình ảnh của Hồ Chí Minh. Các anh coi gọi là tiền nhân, gọi là không ra là cái thá gì hết. Thì các anh mang tội phản quốc rồi. Các anh đạp đổ cả cái một cái lịch sử của một cái dân tộc lâu đời như thế. Nói trên đây đó thì cách đây một hai ngày đó thì TV có đọc một cái đoạn văn, thì một cái đoạn văn của một người mà anh em đấu tranh trong nước, thì nó lấy làm một cái trường hợp rất là khó xử. Một người con á thì đi theo cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ, đòi tự do cho cái đất nước này, mà muốn gọi là chấm dứt cái chế độ cộng sản này, trong khi đó phải gặp bà mẹ chỉ nói lên một cái câu rất là đơn giản: trời ơi, nếu mà không có đảng thì làm sao mà có mày. Đau đau thương, rất là đau thương. Người mẹ hoàn toàn gọi là phản đối cái mà dấn thân của người bạn trẻ như vậy. Và người người bạn trẻ đó rất là có cái lòng hiếu thảo với người mẹ của mình, mà người bạn trẻ lại trên con đường dấn thân để mà đấu tranh cho cái đòi lại cái quyền tự do, quyền dân chủ, đòi lại nhân quyền cho
cho cái đất nước này. Mà làm sao để mà thuyết phục người mẹ của mình? Người mẹ nói một cái câu như vậy: không có đảng thì làm sao có mày. Mà không phải là TV nói chỉ rằng là một người mẹ đó thôi, mà rất nhiều người ở trong quê hương Việt Nam bây giờ, rất nhiều người họ thốt lên cái câu nói, họ nói là không có đảng là làm sao có mình. Một cái câu nói đó, đó đối với TV là phản quốc. Mình phản cái tổ quốc của mình, tại vì cái tổ quốc của mình nó có tiền nhân. Nó có tiền nhân gọi là từ lúc mà dựng nước. Dựng nước, giữ nước. Nó có tiền nhân anh hùng. Mà mình gọi là mình phủi hết tất cả những công lao của tiền nhân đóng đóng góp, thì mình là người phản bội tổ quốc rồi. Mình xem mình được sinh ra từ đảng đó, thành ra đảng nó dạy cho con người Việt Nam phản quốc như vậy. Phải nói đảng nó nhồi sọ cho con người Việt Nam phản quốc như vậy, nó ghê gớm như vậy. Mà có thể nhiều người người ta không nhìn ra,